Xin chào các bạn ha. Thì trong cái buổi ngày hôm nay đó, thì kênh kiến thức sẽ giải đáp một cái thắc mắc của một cái bạn hỏi mình là bạn bị mất cái khung show video. Thì cái khung show video thật ra là cái khung review á. Tuy nhiên cái này thì bạn hỏi nó chưa có đúng, thì mình có hỏi lại có phải là cái khung royalty hay không. Thì bạn nói là đúng rồi. Thì khung thuộc tính là cái gì? Ở đây ví dụ như mình sẽ đưa vào một cái chữ đi. Mình vào cái phần thông điệp này, mình sẽ thêm một cái chữ xuống đây. Thì khi mà mình thêm một cái đối tượng vào trong cái Camtasia đó, thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái bảng thuộc tính chỗ này. Ví dụ mình chèn một cái chữ thì nó sẽ có thuộc tính là phông chữ là gì, có màu nền hay không, nó trong suốt hay không, nó có đường viền hay không, cái nét dày, nét gì đó ha. Thì cái phần dưới đây là cái liên quan tới đường nét, còn phía trên đây là liên quan tới chữ này. Thì trường hợp của bạn này á, là bạn bị mất cái khung này ha, thì bạn hỏi làm thế nào để mở lên. Thật ra thì trong các video trước á, khi mà hướng dẫn liên quan tới những cái phần này á, mình đều có nói cái này rồi, là trong trường hợp mà nếu bạn lỡ kích vào cái nút property chỗ này nè, thì lúc này cái khung này nó sẽ bị biến mất. Cho nên trường hợp mà các bạn muốn mở lại đó, thì các bạn phải kích vô cái nút property ở đây thì nó lại bật lên ha. Thì ở đây nó sẽ chứa các cái thông tin, ví dụ như chữ nè, hay là hiệu chỉnh những cái màu sắc trong suốt, vân vân. Nó liên quan tới những cái phần liên quan tới bóng đổ chẳng hạn, thì nó đều nằm hết trong cái thanh thuộc tính này. Thì nếu mà lỡ bị mất thì chúng ta phải quan sát ở đây. Thì cũng tương tự với cái việc là chúng ta chèn hình ảnh hay là chèn một cái thông điệp, thì ở đây chúng ta có thể chèn một cái video vào thì nó cũng có những cái thuộc tính tương tự như thế này. Giả sử bây giờ mình sẽ vào cái mục Media, các bạn chọn cái mục là Import Media ở đây. Giả sử như mình sẽ chọn một cái video, ví dụ như Chạy Trốn Thanh Xuân 5 này. Các bạn lướt chọn ha, sau đó lướt chọn nút Open. Chúng ta sẽ đưa cái này xuống. Thì các bạn thấy là giả sử như bây giờ mình kéo thanh trượt vào cái video này, thì các bạn thấy ở đây nó cũng sẽ có cái thuộc tính. Dĩ nhiên nó sẽ hơi khác với cái phần chữ bên đây. Do liên quan tới chữ thì lúc này á, cái thuộc tính nó sẽ có liên quan tới phông chữ, màu sắc, vân vân. Còn qua bên cái đoạn video này á, thì nó chỉ liên quan tới cái hình ảnh của video thôi. Và dĩ nhiên video mà có âm thanh thì nó sẽ có thêm cái thuộc tính âm thanh ở đây, để chúng ta có thể điều chỉnh ha. Cái thanh thuộc tính rất quan trọng, cho nên cái việc mà chúng ta không có bật được cái bảng này á, thì sẽ rất là khó làm trong Camtasia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ subscribe kênh của mình và để lại những cái câu hỏi, những cái bình luận bên dưới video ha. Chào các bạn.